Xin chào anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại xã Ea Rú, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai. Tại vị trí này thì ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu với tất cả anh chị một cái lô đất nông nghiệp có tổng diện tích là 9.000 m², tức là 9 sào đấy ạ. Lô đất thì có cái mặt tiền đường đất kéo dài khoảng 200 m nha anh chị. Từ vị trí của lô đất thì cách đường bê tông gần nhất là 200 m, cách quốc lộ 14 là 1,2 cây số ạ. Từ vị trí này thì cách trung tâm trường chợ, cách ủy ban trong bán kính là trên dưới 2 cây số ạ. Ở trước mặt anh chị đây là con đường đất nội đồng nha anh chị, sắp tới đây cũng sẽ được bê tông hóa đấy ạ. Ở đằng sau đây thì còn rất là nhiều hộ người ta đang định cư và canh tác nha anh chị. Trước mặt anh chị là vị trí và hình dạng của lô đất nhìn từ vệ tinh ạ. Từ vị trí của lô đất như em nói ngay từ ban đầu, rất là gần đường quốc lộ 14. Từ vị trí này chạy ra quốc lộ 14 thì khoảng 1,2 cây số. Và lô đất này cách ngã ba chợ Phú Quang chỉ khoảng 1,5 cây số thôi ạ. Từ vị trí của lô đất thì cách trung tâm trường chợ, cách nhà thờ trong bán kính là trên dưới 2,5 cây số nha anh chị. Trên lô đất thì gia chủ có trồng khoảng 600 cây trụ tiêu. Theo em quan sát thì khu vực này tiêu được khoảng 5 đến 6 năm tuổi ạ. Xen lẫn vô thì gia chủ có trồng khoảng 100 cây mít thái và 100 cây sầu riêng thái nha anh chị. Tuổi đời thì khoảng 3 năm ạ. Sau khi quan sát một vòng, em thấy thì cây mít thái và cây sầu riêng thái phát triển tương đối là đồng đều. Tuy nhiên, do trồng xen với hồ tiêu nên là cây hơi bị ốm một chút xíu đấy ạ. Trên lô đất thì có sẵn một giếng nước và cái nguồn điện sử dụng ở đây là điện một pha nha anh chị. Trên lô đất thì có sẵn một cái ngôi nhà ở tạm đây anh chị. Ngôi nhà này thì em quan sát thì anh chị hoàn toàn có thể sang sửa lại, mình vẫn có thể là đủ để cho một cặp gia đình sinh sống và làm việc đấy ạ. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm, cảm giác lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình, có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868 021102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.